chào quý vị và các bạn, đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Bầu cử Tổng thống Mỹ, đường đến Nhà Trắng phải qua những cột mốc nào? Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ được ấn định vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, quyết định ai sẽ làm chủ nhân Nhà Trắng 4 năm tiếp theo. Hai ứng viên Tổng thống Mỹ quan trọng nhất trong cuộc đua năm nay là ông Donald Trump, gương mặt của Đảng Cộng Hòa, và đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris, đại diện Đảng Dân Chủ. Ngày 5 tháng 11 năm 2024, ngày bầu cử. Cử tri không chỉ quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc định hình quốc hội và chính quyền các bang. Tổng cộng 34 ghế Thượng viện và 435 ghế Hạ viện cũng sẽ được bầu cùng với 12 cuộc đua thống đốc. Phiếu bầu được kiểm ở mỗi bang sau khi các điểm bỏ phiếu tương ứng đóng cửa. Thời gian đóng cửa điểm bỏ phiếu khác nhau tùy theo từng bang nhưng thường bắt đầu từ khoảng 19 giờ, giờ địa phương, do các múi giờ trải rộng trên khắp nước Mỹ, nên khi ở bờ đông bắt đầu kiểm phiếu thì cử tri ở các bang như Alaska và Hawaii vẫn đang trên đường đến các điểm bỏ phiếu. Hiện, có hai loại phiếu bầu chính được tính trong bầu cử Tổng thống Mỹ. Phiếu bầu trực tiếp được cử tri bỏ tại các điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử và phiếu bầu vắng mặt hoặc được gửi qua đường bưu điện. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể được chính thức xướng tên sau nhiều ngày kể từ hôm bầu cử. Năm 2020, chiến thắng gọi tên ông Joe Biden 4 ngày sau cuộc bỏ phiếu hôm 3 tháng 11 khi kết quả ở bang Pennsylvania được xác nhận. Alabama là bang đầu tiên gửi phiếu bầu qua thư vào ngày 11 tháng 9 năm 2024. Sau đó, một số bang khác bỏ phiếu sớm bằng hình thức trực tiếp và qua thư trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 9 đến 26 tháng 10, bao gồm Wisconsin, Minnesota, Nam Dakota, Virginia, Bắc Carolina, Mississippi, Michigan, Nebraska, Georgia, Arizona, Nevada, Texas. Ngày 17 tháng 12 năm 2024, các đại cử tri bỏ phiếu. Các đại cử tri ở mỗi bang sẽ họp để bỏ phiếu bầu Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ. Các đại cử tri sẽ ký, đóng dấu và chứng nhận phiếu bầu. Ngày 3 tháng 1 năm 2025, Quốc hội Mỹ khóa 119 họp. Các hạ nghị sĩ đắc cử và thượng nghị sĩ đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức. Ngày 6 tháng 1 năm 2025, Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Hạ viện và Thượng viện Mỹ sẽ chứng nhận kết quả bầu cử Tổng thống trong một phiên họp chung. Các giấy chứng nhận bầu cử cho mỗi bang sẽ được kiểm đếm. Ngày 20 tháng 1 năm 2025, ngày nhậm chức. Tổng thống đắc cử và Phó Tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ nhậm chức, người chiến thắng sẽ phục vụ 4 năm tại Nhà Trắng. Hầu hết tiểu bang ở Mỹ đều nghiêng hẳn về Đảng Dân Chủ hoặc Cộng Hòa, nên kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng thường chỉ phụ thuộc vào số ít bang mà hai đảng không nắm chắc phần thắng. Do đó, con đường đến Nhà Trắng sẽ đi qua một số bang quan trọng mang tính quyết định kể trên, gọi là bang chiến trường, gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Trong diễn biến liên quan của bầu cử Mỹ, ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã tổ chức sự kiện vận động tranh cử lớn nhất tại một địa điểm gợi nhớ đến vụ việc ngày 6 tháng 1 năm 2021. Theo Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã cảnh báo hơn 75.000 người tập trung tại Washington hôm 29 tháng 10 rằng đối thủ Đảng Cộng Hòa của bà, cựu Tổng thống Donald Trump, đang tìm kiếm một loại quyền lực không bị kiểm soát. Bà Harris đã chọn nơi tổ chức sự kiện mới nhất này tại một địa điểm gần Nhà Trắng, đúng nơi mà vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông Trump đã phát biểu trước những người ủng hộ ngay trước khi đám đông tấn công Điện Capitol. Chúng tôi biết ông Donald Trump là ai, nữ phó tổng thống khẳng định. Đây là người không ổn định, bị ám ảnh sự trả thù, chìm đắm trong nỗi bất bình và khao khát quyền lực không bị kiểm soát. Chiến dịch của bà Harris gọi đây là bài phát biểu kết thúc trước cuộc bầu cử diễn ra căng thẳng vào ngày 5 tháng 11 tới. Trái lại, trong bài phát biểu cùng ngày tại câu lạc bộ Mar-a-Lago, ông Trump cáo buộc bà Harris đã có một chiến dịch thù hận. Cựu Tổng thống Mỹ cũng đưa ra một số bình luận về hoạt động của các băng đảng tại Mỹ, cũng như nhắc đến việc chuyển giới theo hướng không thân thiện. Động thái trên diễn ra 2 ngày, kể từ khi ông Trump gây lo ngại cho các trợ lý pháp lý, bài phát biểu ở thành phố New York mà nhiều phương tiện truyền thông Mỹ cho rằng chứa nhiều bình luận thô tục và phân biệt chủng tộc nhằm vào người Puerto Rico, gây trẻ phản ứng dữ dội. Sự kiện hôm 29 tháng 10 mở cửa cho các phóng viên nhưng ông Trump không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Trong nỗ lực chuyển hướng câu chuyện, ông Trump lập luận rằng bà Harris đang gây chia rẽ, thực sự là một chiến dịch phá hoại nhưng có lẽ hơn bất cứ điều gì khác, đó cũng là một chiến dịch thù hận. Tờ Guardian dẫn lời cựu Tổng thống Donald Trump cũng cáo buộc bà Harris cố gắng phá hủy đất nước chúng ta khi nói về các chính sách liên quan người nhập cư. Ông Trump dự kiến đến thành phố Arlington ở tiểu bang phải thắng Pennsylvania, nơi ông sẽ phải cố gắng khắc phục mọi thiệt hại từ các bình luận hôm 27 tháng 10.
trước đông đảo người nhập cư Puerto Rico và con cháu của họ, một nhóm cử tri mà chiến dịch không thể để mất lòng. Liên quan tới vụ cháy hai thùng phiếu bầu cử ở hai thành phố tại Mỹ hôm 28 tháng 10, cảnh sát cho biết là do các thiết bị gây cháy đặt bên trong hoặc cạnh thùng phiếu. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đã vào cuộc truy tìm thủ phạm gây ra hai vụ việc nói trên tại thành phố Portland, bang Oregon và thành phố Vancouver, bang Washington. Giới chức thành phố Vancouver ước tính hàng trăm lá phiếu đã bị hủy trong thùng phiếu bị cháy. Diễn biến nói trên làm gia tăng nỗi lo về an ninh trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11 tới. Truyền thông địa phương hôm 28 tháng 10 dẫn nội dung một báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết một số đối tượng đang lợi dụng các cáo buộc liên quan đến gian lận bầu cử và các thuyết âm mưu nhằm kích động bạo lực, mục tiêu là phá hoại cuộc bầu cử cũng như ngày nhậm chức của tân Tổng thống sau đó. Báo cáo được các đặc vụ từ FBI và Bộ An ninh Nội địa thực hiện xác định những mục tiêu tiềm tàng là các ứng cử viên, quan chức được bầu, nhân viên bầu cử, phương tiện truyền thông và thẩm phán liên quan đến kiện tụng bầu cử. Các mối đe dọa tiềm tàng gồm tấn công bạo lực tại điểm bỏ phiếu, thùng phiếu, địa điểm đăng ký cử tri, sự kiện vận động tranh cử. Theo đài NBC News, một loạt cảnh báo trên buộc chính quyền nhiều nơi siết chặt an ninh cho cuộc bầu cử, chẳng hạn như tại hạt Maricopa, bang Arizona. Từng là tâm điểm tranh cãi về kết quả bầu cử năm 2020, giới chức địa phương đã triển khai máy dò kim loại, bảo vệ có vũ trang, máy bay không người lái và cảnh sát bắn tỉa để bảo đảm an ninh cho ngày bầu cử. Tổng thống Biden xếp hàng bỏ phiếu sớm ở quê nhà Delaware. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đi bỏ phiếu sớm tại bang quê nhà Delaware vào ngày 28 tháng 10. Đây là lá phiếu cuối cùng của ông với tư cách là tổng thống. Ông Joe Biden, 81 tuổi, đi bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ tại một điểm bỏ phiếu ở Newcastle, ngoại ô thành phố quê nhà Wilmington, bang Delaware vào ngày 28 tháng 10 giờ địa phương. Các phương tiện truyền thông mô tả, ông Biden đeo kính râm và mặc bộ vest tối màu. Lúc xếp hàng chờ đến lượt mình trong khoảng 30 phút, ông Biden trò chuyện với những cử tri khác, nói chuyện qua điện thoại và đẩy xe lăn giúp một cử tri tại điểm bỏ phiếu. Khi đến lượt mình, ông Biden ký tên lên màn hình, nhận phiếu, sau đó được hướng dẫn đến một khu vực bỏ phiếu kín có rèm che. Sau khi bỏ phiếu, ông bắt tay một số cử tri và tạo dáng chụp ảnh. Thật tuyệt, ông nói với các phóng viên sau khi bỏ phiếu. Các phóng viên đã hỏi Tổng thống Biden rằng liệu đây có phải khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa cay đắng đối với ông khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mà ông từng hy vọng sẽ giành chiến thắng hay không. Ông Biden trả lời rằng chỉ có ngọt ngào. Ông Biden cũng cho biết bản thân rất thất vọng trước cuộc meeting của cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 27 tháng 10 tại Madison Square Garden ở New York. Ông Biden nói với các phóng viên, điều đó thật đáng xấu hổ đối với bất kỳ Tổng thống nào, nhưng đó lại là điều chúng ta đang dần quen. Đó là lý do tại sao cuộc bầu cử lại quan trọng đến vậy. Ông Biden dẫn lời các học giả nghiên cứu về Tổng thống, thường chỉ ra tính cách của một Tổng thống là điều quan trọng nhất. Tại sự kiện vận động tranh cử tại New York hôm đó, một loạt diễn giả đã đưa ra những bình luận phân biệt chủng tộc và lời lẽ cay độc. Diễn viên hài Tony Hinchcliffe, một trong những diễn giả chính, đã gọi Puerto Rico là một hòn đảo rác nổi và nói về việc khắc dưa hấu với một người bạn da đen. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Trump gọi Phó Tổng thống Kamala Harris, đối thủ của ông, là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, là một cá nhân có chỉ số EQ rất thấp. Theo tờ USA Today, trước khi bỏ phiếu, ông Biden đã dùng bữa sáng kéo dài gần 2 giờ với Hạ nghị sĩ Lisa Bloom Rochester tại Newcastle. Khi được bầu vào năm 2016, bà Rochester trở thành người phụ nữ đầu tiên và người Mỹ gốc Phi đầu tiên đại diện cho Delaware tại Quốc hội Mỹ. Chỉ còn 8 ngày nữa là đến ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Tổng thống Biden cho biết ông có kế hoạch vận động tranh cử cho bà Harris tại thành phố Scranton, bang Pennsylvania trong những ngày tới. Theo tờ The Hill, ông Biden đã vài lần xuất hiện cùng với bà Harris trên đường đua vận động tranh cử, nhưng vai trò của ông giảm dần khi ngày bầu cử đến gần. Cả hai không có kế hoạch vận động tranh cử cùng nhau trước tuần bầu cử, trong khi đó Phó Tổng thống gần đây vận động tranh cử cùng với cựu Tổng thống Obama. Bà Harris vẫn chưa bỏ phiếu, nhưng bà nói với các phóng viên, việc này nằm trong danh sách ưu tiên của tôi trong vài ngày tới. Người bạn đồng hành của bà, thống đốc bang Minnesota Tim Walz, đã bỏ phiếu cùng gia đình tại St. Paul trước đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!